Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Và bữa hôm nay Nhi mới về được một bộ dàn Sanyo với mã model là DC-W07 dạ. Thì là máy về còn rất là đẹp dạ. Em quay cận cảnh của máy. Đây là cục giữa dạ, hai loa hai bên. Máy thì chơi là hai cửa băng cassette dạ, A và B hoạt động rất là tốt, và radio của máy thì là full 108 luôn dạ, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Và ngoài ra thì máy có cổng AUX này, AUX kết nối thiết bị từ bên ngoài và rất là thuận tiện. Đây là nút nguồn của máy và 5 cần chỉnh equalizer. Đây là volume tổng dạ, đây là nút tuning để cho đài. Đây là các chế độ mình chọn trên đây. Và hai cửa băng cassette còn rất là đẹp, đây phím cơ rất là đẹp dạ. Dạ vâng, quý vị là có nhu cầu sở hữu lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên Audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể nha. Bây giờ em sẽ quay mặt phía sau của máy. Dạ vâng, đây là mặt phía sau của máy. Dạ, số series của loa là 569. Đây cùng series hết dạ, 569 hết dạ. Đây là cục máy, là sử dụng nguồn điện IC là 100V đây dạ. Và đây là jack loa và tem máy dạ. Sanyo DS-07. Và đây là cổng line-in và CD ở đây, rất là thuận tiện để jack anten. Máy còn rất đẹp dạ. Bây giờ em đi vào phần mà test tất cả các chức năng của dòng DC-W07 giờ. Dạ vâng, em mở nguồn lên dạ, đây nút nguồn. Và em test cái phần cassette này trước dạ. Thì em test một đoạn nhạc của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Và em bấm play. Đây là volume tổng ở đây dạ. Ngày mai chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi. Bà lăng ở đây ạ. Cửa 1 hát tốt rồi, em thấy là cửa số 2 vậy. Và em bấm play. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang trời buồn người càng buồn, trong mây nữa thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây em mơ. Tình yêu mới vừa hôm qua mà nay mắt trong mắt cay, lệ nhòa xa tầm tay anh, lệ nhòa trôi cơn mê đầy. Người yêu giờ xa xôi lắm, đánh mất hương yêu. Em khóc cho em đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Anh sẽ đón em đi vào đưa em tới không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió rời xa sông bão, vui như tháng năm không già. Và câu hát say mê đời chợt cao thử mưa vẫn rơi, không đưa chân anh tìm đến. Chuyện ngày xưa biết bao, mọi cánh chim bay cùng. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Cuộc đời như là chim bao, mơ chi giấc mơ đã mất em. Em tua tới tôi lui rất là tốt và bấm vào lại tiếp. Cuộc đời như là chim bao, mơ chi giấc. Dạ vâng, cái phần mà cassette này hát rất là tốt rồi. Dạ em test cái phần mà radio của máy. Các em dạ. Một điều việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, trong mỗi gia đình chính là cách để cha mẹ có thể cùng nhau tương tác, chia sẻ nhiều hơn với con cái. Phần cuối chương trình, cùng tham khảo mô hình robot chó cứu hộ có thể làm nhiệm vụ tiên trạm. Chú những anh đó là từ năm 10 tuổi là đã học chơi đàn Chapi luôn. Dạ. Khi mà mình thấy cái đàn Chapi mình mới ngỡ ngàng. Và đó chính là đàn Chapi ở những quốc gia khác. Trong một cộng đồng có ý thức phát triển văn hóa đọc, tạo cho con một tình yêu với sách, đặc biệt là với những cuốn sách. Máy bắt rất là nhiều đài vậy. Hạnh phúc. Chị vâng, cái mà radio bắt sóng rất là tốt rồi dạ. Chị vâng, em sẽ kết thúc cái phần video trình bày ở đây. Quý vị là có nhu cầu sở liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị muốn nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên Audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể dạ. Dạ vâng, em kết thúc cái phần video trình bày ở đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.